Marco Correa đá ở bên trái. Enzo Fernandez sẽ đá thay vị trí của Jorginho bên cạnh Conor Gallagher và Mason Mount, người mang đến tốc độ và sự đột biến ở vị trí tấn công bên trái. Đường truyền đầu tiên của Enzo Fernandez và nó là một đường truyền tốt cho Reece James. Hakim Ziyech, pha phối hợp quen thuộc. Đang với tỷ số 2-1 sau khi João Félix bị truất quyền thi đấu, một con số khá khiêm tốn. Từ đầu trận đến giờ chúng ta chưa được thấy nhiều những pha xử lý của Enzo Fernandez. Willian không qua được Enzo, nhưng sau đó Enzo lại chuyền bóng vào chân của Mitrovic. Sự bọc lót kịp thời của Gallagher rất quyết liệt, không hề có lỗi. Mason Mount, cơ hội dành cho Chelsea, tốc độ của Modric và cắt bóng rất tốt của TT. Khá nguy hiểm. Ziyech, trên bảng xếp hạng lúc này Fulham nhiều hơn Chelsea 2 điểm. Reece James pha đưa bóng vào ở tầm thấp, nhưng rất tiếc là Ziyech lại không chế lỗi. Hai đội vẫn đang hòa nhau không đều và chúng ta cũng chưa được chứng kiến một pha dứt điểm thực sự đáng chú ý nào. Badiashile, Enzo hạn chế ít nhiều những pha phối hợp ở trung lộ của Chelsea. Không dễ để vượt qua cả Thiago Silva lẫn Badiashile. Pha gài người không ngoan, nhưng lại một lần nữa sự chắc chắn của Paninha. Mitrovic đang lùi về khá sâu. Vẫn là cầu thủ người Maroc. Mason Mount. Enzo. Thiago Silva. Enzo. Enzo. Gallagher. Enzo. Ziyech. 10 phút, hơn 30 phút đầu tiên, Enzo Fernandez đã có 33 lần chạm bóng và đường truyền vừa rồi là chính xác cho Mason Mount. Không vào. Rất tiếc cho Calvert với pha chạm bóng bằng chân không thuận vừa rồi. Enzo Fernandez đã cho thấy được nhãn quan chiến thuật và cảm giác bóng ấn tượng của mình. Andreas Pereira, pha tranh chấp thành công của Enzo và sau đó mở ra cơ hội cho Hakim Ziyech, cơ hội cho Chelsea, chân phải, bằng chân phải và đều là một sự thất vọng. Chúng ta có thể được thấy được sự máu lửa của Enzo Fernandez và ngay lập tức là đường truyền rất nhanh sau một câu lạc bộ Chelsea. Silva, Enzo, vị trí của Hakim Ziyech là một vị trí chơi dưới sức bên phía Chelsea kể từ đầu trận. Những pha lên bóng, Fulham cũng cho thấy họ sẵn sàng
pressing ngay bên phần sân của Chelsea. Chuyền bóng không tốt. Enzo. Havertz. Ziyech. Đều từ 23 tuổi trở xuống. Và Madueke là một trong số những người trẻ nhất. Anh sinh năm 2002. Cucurella. Vì trước khi trận đấu này diễn ra, chấn thương gân kheo của anh được dự báo là cần đến giữa tháng 2 mới có thể trở lại. Enzo. Đường truyền ra cho Madueke thì lại hơi non. Enzo. Suýt nữa thì Enzo đã có một siêu phẩm. Cũng là một quyết định rất táo bạo của Enzo. Sút bóng ngay. Thật tiếc cho cầu thủ người Argentina khi anh không thể in dấu ấn của mình trong ngày đầu tiên chơi bóng ở ngoại hạng Anh. Mất bóng. Enzo. Robinson đã băng lên rất chủ động, nhưng mà Madueke đã cướp lại được bóng. Patinha. TT. Harry Wilson. TT. Tiếp theo sẽ là một quả phát bóng cho Chelsea. Trọng tài xác định bóng chạm Harrison Reed trước khi ra bên ngoài. Enzo. Và xử lý bất thành. Và chuyền bóng hỏng của Chilwell. TT. Pereira. Khá nguy hiểm. Thời gian bù giờ của hiệp 2 là 5 phút. Tocani. Nguy hiểm. Một pha bóng làm thót tim các cổ động viên của Chelsea.